Trong lần đầu tiên gặp mặt, câu hỏi tên cũng là câu hỏi rất thường dùng. Như các bạn đã biết, từ nỉ có nghĩa là bạn. Chẹo có nghĩa là gọi. Sấn mơ ở đây có nghĩa là cái gì. Mín sự ở đây có nghĩa là tên. Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn sử dụng của treo. Trong đó của có nghĩa là tôi.
Treo có nghĩa là được gọi. Sau của treo là phần tên của các bạn. Ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Ví dụ như tên tôi Nguyễn Hữu Dương. Của treo Roán nhiều giáng. Ở đây các bạn cần chú ý, từ Roán có nghĩa là họ Nguyễn, dầu có nghĩa là hữu, giáng có nghĩa là dương. Roán và từ dầu, hai từ này đều mang thanh ba, đi liên tiếp cạnh nhau. Chính vì thế từ Roán phải đọc thành Roán. Chúng ta đọc thành Roán nhiều giáng. Để biết được tên của các bạn là gì, chúng tôi có gửi các bạn một đường link ở phía dưới. Các bạn có thể từ đó tra ra tên mình.